Con nghe thầy giải đáp, công đức là nó có bốn công dụng như sau. Công đức là để đưa tánh Phật trở về Phật giới, như vậy có đúng hay không? Không, hơi cầu trật. Công đức là để nó thoát ra cái quy luật này này. Công đức có thì cái quy luật vật lý nó không có chứa mà chưa không đi ra, nghe không? Mà nếu mà công đức bị bôi thì hoàn toàn không ra được. Mình phải hiểu căn bản này. Thế giới này là thế giới vật lý âm dương. Âm thì ở trái đất này, âm nhiều, âm mà phước thì nổi trên mặt đất, còn âm mà nặng quá nó chìm xuống mặt đất. Phải hiểu nguyên tắc này. Còn dương cũng vậy, dương mà cao quá đi ra tới vòng hoàng đạo 4, còn mà ít thì nó hoàng đạo 1 thôi. Còn cái công đức tạo ra này, nó không phải là ở đâu mà nó đẩy ra, nó không, trong thế giới vật lý âm dương không đồng ý, nó phải đẩy ra, đi ra ngoài thế giới vật lý này. Nó là mình phải hiểu cái căn bản gì mới hiểu cái thiền tông được. Chứ không phải là công đức đưa mình đi, bị đẩy đi. Công đức bị đẩy ra ngoài quy luật vật lý. Rồi con hỏi tiếp. Yeah. Một khi người còn trẻ tạo nhiều công đức trong sáng, nhưng vì sống ở thế giới vật lý cho nên vị thần phải bôi đen, và sau đó người này không còn tạo công đức nữa, thì người này có được về Phật giới hay không? Bây giờ tạo công đức đó, mà mình, bởi vì mình tạo vô tình thì không, thì ông thần bắt buộc phải bôi. Chừng nào mình tạo mà mình cố ý tôi tạo để tôi đi ra đi về, biết cái công thức này thì bắt đầu ông thần mới chú ý đến mình. Còn tất cả những tạo công đức vô tình là hoàn toàn không biết, cứ tạo nhiều cũng bồi hết. Khi nào mình tạo mà tôi muốn cái công đức này tôi về Phật giới thì ông thần mới chú ý thôi, ngày mới chú ý thôi. Có phải thiệt hay là trong cái công đức này có mánh mung trong này, lợi dụng công đức để làm này làm kia là không được, ông thần bôi luôn. Tất nhiên là những người mà tạo công đức mà có cái này cái kia thì hãy coi chừng ông thần. Ông không ấy đâu, ông không cho thoát ra khỏi cái quy luật này đâu. Tạo mà có cái cách gọi là tham lam hoặc là tham vọng hay là lợi dụng cái công đức này để làm cái gì khác, hoàn toàn bị chết. Nhưng mà có thể là bị thực thi nhân quả sớm luôn. Bởi vì chú ý cái chỗ này, tạo công đức phải trong sáng, còn không công đức vì cái công đức này mà lợi dụng để làm này làm kia thì coi chừng. Cái tuổi mình 80 chưa tới đó, là mới có 50, 60 mà dướng cái này, ông thực thi nhân quả bằng cách là cho đảo lộn liền. Tham lam quá thì đi vào trong cái cõi nào, ngồi đi trước nhân quả luôn. Rồi con hỏi câu thứ hai đi. Yeah. Người có công đức nhiều và người có công đức ít thì tánh Phật của họ như thế nào ạ? Công đức nhiều có nghĩa là phá được cái vô minh. Thì mình đi ra ngoài thế giới vật lý này thì một vị Phật rước mình đi, nên nhớ là phá vô minh. Trong sáng thì một vị Phật mới cái làm qua tiêu dẫn mình đi ra ngoài cái vật lý này, đi ra ngoài khỏi sức hút của trái đất. Nó không có khác gì hết. Bây giờ phải hiểu, bởi vì muốn về Phật giới là anh phải trong sáng. Anh công đức, có công đức mà nó bôi đen, giống như cái bóng đèn mà nó sơn đen và có sáng cái nào cũng không có thua gì hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Con dự định mở một hiệu sách chỉ bán sách thiền tông, con làm như vậy có được không ạ? Bán mà giờ đây trong sáng thì có công đức, bán mà gì này gì kia coi chừng, có công đức bị bồi đen hết, đời này không về được đâu. Nên nhớ rằng mình bất cứ làm cái gì mà của thiền tông đó ra đời, mình copy để mình làm lợi cho mình thì bị bôi đen hết, và có thể bị thực thi nhân quả sớm. Phải để ý cái chỗ này. Chứ có nghĩa là mình tạo của đức bằng trong sáng thì ông thần nể vì thức. Cái đức mà nó đúng quỷ thần nó nể. Còn công đức mà sai, giống như một người mà làm việc cho cơ quan nào đó, anh rất tốt thì người ta nể anh, còn anh vô đó mà anh làm tầm bậy tầm bạ, nó đã ghét anh mà nó tìm cách nó phá anh được. Cái công đức nó cũng giống vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu thứ tư. Người tu thiền tông được báo trước 3 ngày trước khi mất,
Xin Thầy chỉ dẫn cách chuẩn bị tạo công đức nhanh trong thời gian cận kề tử nghiệp. Xin Thầy giải thích. Giờ muốn tạo công đức nhanh dễ ở chứ. Mở cái thư viện cho người ta mượn sách. Có vậy thôi. Ai lại đây cho mượn còn mấy thì ai lại đây đọc sách thì tôi đãi cơm, đãi cà phê cho. Tối ngày nó lại nó ngồi đọc sách, ăn uống cà phê, ăn cơm. Ngày nào cũng có công đức hết. Có cái lực đó không? Mở cái nhà, cái thư viện nhỏ trong cái nhà, xin phép cảnh sát khu vực á, tôi có mấy cuốn sách này tôi cho người ta đọc á. Ông có muốn đọc vô đọc để nói cho tôi tuyên truyền bậy bạ, phải không? Rồi cái ai đọc thuộc, hiểu được cuốn sách, con thưởng cho bao nhiêu tiền. Người hiểu được con thưởng tiền là có công đức. Con bỏ 100 ngàn ra con mua được một phần công đức. Chứ không phải để mấy chục triệu đâu, không có cần 100 ngàn, 50 ngàn. Dù người ta đọc mà ta hiểu cái này, hiểu nhưng mà phải sát hạch nè. Chứ để nó là mà hiểu giả, khen không được. Khen thì con phải hỏi người ta. Những gì trong sách nói, con hỏi một hai câu coi có đúng không, trả lời đúng không. Thì con rồi cảm ơn, rồi bắt đầu con thưởng tiền, rồi ngày mai là để đọc tiếp. Mỗi một cuốn là cho bao nhiêu tiền đó. Nên lỗi lỗi số mà nó là dốc cái nhà con đó. Rẻ tiền nhất. Thứ nhất là con đi đây đó còn tốn tiền xe. Để cái tiền xe nó ngồi nhà. Làm. Đó là tạo công đức nhẹ nhất. Không tốn tiền. Mà không bị khổ. Ai thích vô đọc. Còn con đi lợi còn nói chuyện lợi nhà người ta. Nó không được lấy sách phan vô mặt con. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, những năm cuối đời con không kịp tạo công đức sáng để nhìn thấy hoa tiêu, thì khi mất thân thì con phải làm sao ạ? Nếu mà cái nói cuối đời không tạo không phải vậy. Ví dụ giờ mình 80 là bắt đầu qua cái tử hưu rồi đó, ông không, con cố gắng tạo thôi là ông thần cho đi ra qua tử hưu. Có nghĩa là qua sức lao động rồi thì tạo hoàn toàn ông thần ấy. Nhưng mà trước đó mình phải nhiệt tình, mình tạo ra. Bây giờ mình chỉ cần tạo được một đốm sáng thôi là mình đi được. Rồi sau đó mình không cần tạo, nhưng mà nên học cái đường về Phật giới, phải học cho thông. Để chi? Để mai ông Thánh đừng có lạc gạt mình thôi. Mình phải hiểu vậy chứ không cần. Còn muốn tạo, bởi vì tôi nói muốn tạo công đức về bển làm Phật con, thì cái vòng vòng trái đất này hoặc một tam giới, ở một tiểu thiên thế giới thôi. Rồi thấy chỗ nào á, kêu bằng... chỗ nào mà phổ biến thiền tông thì giúp ta gọi là khiến cho mấy người này đến nghe thiền tông. Bởi vì Phật giới có Phật nhãn rồi thì nhìn người nào có công đức biết liền, nó sáng, bên Phật nhãn mới nhìn được cái này. Nó sáng thì kêu ông này tới thì tự nhiên ông vô à. Bên Phật giới độ người dễ hơn bên này. Thế giới vật lý độ người khó lắm. Giống như mình đang ở dưới nước mà mình cứu người dưới nước cứu không được, mà phải lên bờ cứu rất dễ. Thấy không? Dòng sông nó chảy đâu mình thấy, mình đưa cái cây mình quéo mình móc lên. Ở đây khó chứ về Phật giới độ người rất dễ. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi con tạo công đức, con suy nghĩ làm thế một phần công sức mình bỏ ra thì sẽ được công đức nhiều. Như vậy công đức của con có được trong sáng hay không? Mình làm gì thì giúp người ta hiểu là mình có công đức. Còn chuyện trong sáng khác, khi nào mình tạo mà mình chấp á, thì nó bị bôi. Nó bôi là nó không sáng thôi. Còn bất cứ làm hình thức gì người ta hiểu là có công đức. Nhưng mà mình chấp thì nó bị bôi đen gì thôi. Nhưng mà có công đức nhiều mà mình hiểu được cái đường về Phật giới rồi. Ví dụ mình 80 tuổi chết thì 70 tuổi bắt đầu ông thả mình rồi đó. Cho tạo thoải mái. Dù có chửi ổng cũng không sao đâu. Có chửi ổng không bôi nữa. Mà bởi vì đức trọng quỷ thần kinh mà. Thần cũng phải sợ mà. Thánh cũng phải ớn. Thì mình phải căn cứ vào cái này mới tu thiền tông được. Rồi con hỏi tiếp đi. Một Phật gia năm nay 77 tuổi. Còn 5 ngày nữa thì mất. Phật gia có tạo công đức trong sáng. Thì như vậy người này có được trở về Phật giới hay không? Trong sáng không là do mình, chứ mình nói biết mình trong sáng mình có tạo được không? Nó do mình thôi.
chứ là sao người ta hỏi biết. Có nghĩa là anh về Phật giới trong sáng anh về được, thần nó cho anh đi về, nhưng mà nó phải qua thử thách ba ông cô hồn vậy thôi. Về được lòng do mình biết, chứ đi hỏi người ta sao cho biết. Mình mà đi nói thiệt, xin lỗi 10 người mà hỏi như này là họ chấp, họ chấp nội cái đó coi chừng không có về được. Nó là tôi nay tôi có công đức rồi, rồi thua. Anh chỉ tạo công đức mà anh chỉ cần nói ra thì anh không đi được rồi, chứ đừng có nói. Thấy không? Cái gì người ta dạy mình hiểu âm thầm mình đi thôi. Chứ đừng có ngồi đó nói, tôi làm đầy cái được kia đừng. Nội hỏi cái này được kia là anh đã chấp rồi. Anh đã chấp là anh dính vô cái thế giới nhân quả này rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, thầy nói người độc thân khó tạo công đức, vậy phải làm sao để tạo công đức ạ? Âm đã vô âm rồi thôi, tạo gì nổi nữa. Giờ con suy nghĩ nè, chứ hỏi con câu nè, có khi nào con trâu mà đờn giọng cổ nó nghe không? Con trả lời được câu này chưa nói rằng, có khi vì trong thường nhân gian người ta nói đàn khải tai trâu, con trâu nó có nghe tiếng đàn không? À, chú hỏi chứ con trâu nó có biết nghe giọng cổ không, nghe ca nhạc không? Nó là âm rồi nó không chịu nổi đâu. Con người mà âm còn chịu không nổi chứ đừng có nói cái loại mà cực âm đó. Phải hiểu thế gian này nó khó cực kỳ chứ không phải khó. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, thầy nói tạo công đức trong sáng thì thần chú ý, vậy công đức trong sáng ít thần có thả không, hoa tiêu có xuất hiện không và được về Phật giới không ạ? À? Trong lúc mà công đức ít nhiều không biết, mà nếu nó sáng rồi ông thần ông cho về đó. Nhưng mà trước khi về ông phải hỏi mình giờ có công đức muốn về không, về vẫn làm Phật có chút xíu á chịu không, thì về. Nhưng mà khi mà ông ra rồi đó, ra cái cửa luân hồi là sao? Ông thánh trận đường đi đâu đó, tại sao có phước mà không lên trời hưởng mà đi đâu đây? Nó à thôi tôi về Phật giới, muốn về phải không? Rồi cái bắt đầu ông quắc ông Phật xuống, Phật ơi hiện đang này nó muốn về Phật giới nè, rồi đây về Như Lai rước về đây nè, Như Lai hiện qua tiêu nè, cho con đi theo Như Lai về. Rồi sao? Đi theo là chết rồi. Vì thế phải thử 3 lần là chỗ này. Đầu tiên hiện cái hoa tiêu rất xấu, người nghe nó giải ôm hồi nãy còn bị ông đó lừa, bây giờ này Như Lai thiệt nè, hiện hoa tiêu khá hơn chút, biết nữa thì bỏ. Còn ba cửa mà thử được thì mới ra. Còn nếu mà không hiểu cái này giả, cái này thấy sáng quá thiệt, nhào vô dính luôn không ra được, phải không? Nó phải tu thiền tông, phải trí tuệ bằng cái kiểu đó đó, chứ không phải muốn nghe cái gì cũng nhào vô. Bởi vì tôi bảo là nghe đường về Phật giới phải nghe cho rõ và giải thích cho rõ, đừng có ham cái gì đấy. Khi ra rồi nếu mình không có kêu bằng cái đường về Phật giới bảo vệ mình thì phải áp dụng câu gặp Phật giết Phật, đi theo đường tôi không theo ai hết đó, vậy mới chắc. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 4. Tại sao công đức quỷ thần kinh mà vị thần lại dám dùng điện từ để bôi đen lại ạ? À? Bây giờ con suy nghĩ là cái điện mà 220 này nè, con mà không có cái cao su bảo vệ con dám rờ nó không? Mà hơn nữa cái công đức nó giống như điện 500V nè, 500kV nè. Không dám lại gần. Còn con muốn làm phải làm sao bao cho nó được, phải làm cho nó bao lại thì con mới dám đụng nó, rồi nó mới lưu hành trong trái đất này được. Giống như cái điện mà nó dây trần, con có khi dám kéo đi ngoài đường không? Con muốn kéo ngoài đường con phải bao bằng cao su, rồi con muốn kéo đi đâu con đéo, ai đụng không sao. Còn nếu mà không bao lại dám đụng không, chết người ta. Vì thế mà ông thần quản lý, ông thần gọi là thực thi nhân quả. Anh có cường lực vậy này, anh không thể đi trong cái thế giới này được. Anh muốn đi thế giới này phải bao lại. Đó, mình phải hiểu vậy, bắt buộc vậy thế mà. Công đức phải bôi,
công đức bồ đề, còn không bồ đề không lưu hành trong trái đất này được. Rồi con hỏi tiếp. Hoa tiêu của vị Phật có phải là ánh sáng hào quang của công đức phát ra rồi tự phát sáng đi về không ạ? Cái hoa tiêu á là một vị thật toàn năng, vị Phật toàn năng toàn giác, người ta dùng cái rút cái điện từ dương ở trong trái đất ta quay trở thành một cái hoa tiêu. À, giống như mình ở thế gian này, có nhiều người ta giỏi đó, ta dùng cái gì ta quay cái tự nhiên nó có cái điểm ở đâu đó. Thì ông Phật chuyên môn lấy cái điện từ dương để mà tạo cái hoa tiêu. Để chi? Để cho cái trung ấm thần nó thấy đi theo cái hoa tiêu đó, đó. Chứ không phải ổng dẫn bằng cái tánh Phật ổng, mà ổng sử dụng, mà ổng điều khiển từ xa. Thành ra bây giờ văn minh rồi mình mới hiểu. Giống như mình ở đây á, mình muốn làm cái gì sự thật nó không có đụng tới mình, nhưng mà mình làm được. Vậy nó nhờ cái điện từ. À, thì ông Phật cũng dùng ổng ở ngoài cái sức hút vật lý của âm của trái đất á, ổng ngoài đó ổng điều khiển bằng cái hầu quả, cái hoa tiêu ổng để xoáy là dẫn đi, mà cái trung ấm thần nó theo cái hoa tiêu đi ra. Còn nếu không có nó đi vòng vòng trái đất nó sai. Rồi để ra đó rồi bắt đầu ổng mới canh được cái trung tâm vận hành luân hồi tới đâu. Thì cái ổng mới dẫn cái tánh Phật này nè, cái trung tâm này về đó mới ra được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi thứ nhất ạ. Trước và sau khi vào tâm, vào thế giới loài người, con cũng có một vị Phật hướng dẫn cách đi và trợ giúp con trở về Phật giới, tức quê xưa của mình, đúng không ạ? Nếu đúng thì làm gì để được gặp vị ấy ạ? Bây giờ đó, trước khi mình mới hiểu thế này, cái tam giới này gọi là thế giới nhân quả vật lý âm dương. Nó quay thì nó trong có, nó có bốn bầu hoàng đạo nội và một bầu bảo vệ tam giới. Cái bầu hoàng đạo một nó có sáu cái hành tinh tứ đại, là nơi sản sanh ra nhân quả vật lý luân hồi do cuốn hút của điện từ âm dương. Mình học đạo Phật phải hiểu cái căn bản này thì mới hiểu được. Vì thế mà một vị Phật ở ngoài, ở trong, ở vật giới đó lớn, thì các cái tánh Phật nó giống như là mình nói một nguyên tử cho nó dễ, thì mới hỏi, tò mò hỏi vậy chứ tại sao ông to vậy mà tôi có chút. Thì muốn bằng tu phải vô trong cái này nè, trong cái thế giới nhân quả này nó có ba cái loại. Một cái loại là công đức, cái loại phước đức và cái loại ác đức. Ông cố gắng ông vô tìm cái này, ông tạo được cái công đức thì nó sản sanh ra một cái này, đem số công đức này về đây, điện từ quang nó sẽ chiếu vào, nó biến thành là một cái ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Rồi từ ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này nó sản sanh ra một kim thân Phật, tánh Phật nhào vô mang thân kim thân Phật, gọi là thành Phật. Đó, vì thế mà muốn vô đây thì một ông Phật phải dẫn vô, là vì nó 365 ngày nó chỉ che được có 20 tiếng đồng hồ thôi. Còn nếu mà đứng mà nhìn vô mà nó cũng đốt à. À, mấy cái lửa tâm muội nó mạnh lắm, nó đốt. Vì thế mà một Phật gì phải cách à, bây giờ người ta nói cái này chuẩn bị trái đất nó che rồi, ông nhào vô đi. Nhào vô trái đất nào, thí dụ bây Nam Diêm Phù Đề nó che thì em phải vô Nam Diêm Phù Đề sống. Bây giờ trái đất cái bầu hoàng đậu, cái hoàng đậu một này nó có 6 trái đất, vô cái nào thì tính cái đấy. Giờ mình nói vô Nam Diêm Phù Đề thì nó sống theo quy luật Nam Diêm Phù Đề. Mà muốn tạo ra một cái công đức thì phải con người, thân người, tánh người mới tạo được. Nhưng mà người ta không, hồi đó người ta không có giảng nữa. Cái tánh người nó kỳ cục lắm à, đừng có vô mượn nó, mượn nó coi chừng á. Tánh Phật không có tin đâu. Tôi là Phật không lẽ tôi thua tánh người. Nhào vô đây đuổi, nó quay. Tánh người tham sân si mạn nghi ác kiến, chết luôn á. Thọ tưởng hành thức, nó vô đây nó phải theo. Bởi vì giống như anh vô nhà người ta, kêu bằng nhập gia tùy tục, chủ nhà muốn làm gì phải làm đúng theo. Nó khổ chỗ đó đó, vì thế mà khó tạo. Thì cái nguyên do này là tại vì nó đúng là tánh Phật cũng ham muốn có một kim thân Phật mới nhào vô đây. Nhưng mà không vô vô đây rồi nó quên đi, nó thấy tiền tài danh lợi địa vị nhiều quá nó quên. Bởi vậy khi mà nó chợt tỉnh ra rồi đó thì mới nhớ, mà nhớ cũng không biết ai dẫn mình về, mà phải 10.000 năm có một vị Phật dẫn về. Nhưng mà vô đây nếu mà tạo được dương nhiều thì mặt mai mà nhớ được, còn là âm hoàn toàn không nhớ được, không nhớ cái công thức. Bởi vì khi mà một vị Phật mà nói về giác ngộ giải thoát chửi liền tất cả những người nghe, nó giác ngộ giải thoát chửi, bởi vì nó lạ quá mà tự nhiên đường sống ngon lành là biểu tôi đi bỏ,
giác ngộ rồi, hiểu biết rồi, giải thoát là bỏ, bỏ tất cả thế giới vật lý này, thì đương nhiên nó chửi là đúng rồi, khó. Vì thế mà phải đi vào, tôi trả lời thế giới đi vào phải có một ông Phật dẫn vô. Rồi còn đi ra, đi 10.000 năm sau ông Phật khác dẫn về. Cũng ông đó, ông hiểu, ông hiểu rồi mới đón mình về. Rồi đó là câu hỏi thứ nhất. Con hỏi câu hỏi thứ Câu thứ ba, con tạo công đức bằng cách chia sẻ từ 1 đến 11 quyển sách về thiền tông của soạn giả Nguyễn Nhân bằng cách trưng bày ở các khu vực có người qua lại. Khi ai hỏi thì nói về sách, khi ai quan tâm đến sách thì họ muốn thì bán theo giá sách trên bìa hoặc tặng. Như vậy có được không? Trong lòng chỉ muốn tạo công đức chứ không cầu lợi gì về việc bán sách. Bây giờ tạo công đức con, bất cứ con hình gì con bán, con cho, con tặng gì cũng được. Mà người đó hiểu thì con có công đức. Nhưng mà là công đức có nghĩa là nó có cái mầm công đức thôi nha. Người ta hiểu là con có cái mầm công đức chứ không phải công đức có nha. Nhưng mà con cái người đó mà thật sự hiểu thì nó sẽ nở ra, công đức mới nở ra được, thì công đức nó mới có giá trị. Thì bất cứ con làm cái gì nhưng mà nên nhớ làm đúng luật pháp. Bất cứ làm cái gì trên đất này phải đúng luật pháp. Đừng có cái gì mà danh lợi rồi làm nó sai luật pháp không được. Bởi vì nếu mà sai luật pháp là để là kể như con không có cái mầm mà công đức nó không nở được. Bởi vì nó sống đây thế giới này, thế giới luật pháp mà phải đúng, sống cho đúng. Mình phải chú ý tới cái này, tạo công đức thì phải bằng luật pháp cho phép. Còn nếu á bạn bè thì mình tặng qua tặng lại thì được, với điều kiện là đừng có phô trương. Nếu con phô trương phải phô trương bằng luật pháp thì mới đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu hỏi số 4 ạ. Khi tạo công đức giúp đỡ người giải thoát và giác ngộ thì các loài như thần, ngã quỷ, cô hồn có ủng hộ không? Nếu họ phá hoặc không ủng hộ thì lời khuyên của thầy cho con là gì ạ? Tất cả những người tạo công đức thần ủng hộ. Nhưng mà ông thần quản lý, thí dụ biết con 100 tuổi có công đức nó bồi hết luôn. Mà chú ý con, nó biết ở trong cái kho con có cái gì đó. Khi mà con chuẩn bị về, con bị mất á, thì bắt đầu ông thoải mái cho con tạo, ông không bồi nữa. Là khi mà cái thế giới vật lý này con mất giao dịch rồi đó, thì bắt đầu con tạo công đức đó để mở mắt về Phật giới đó. Thấy không? Thần ủng hộ. Còn cái loại phá đó, cô hồn cũng không phải phá mình đâu. Nhưng mà tại vì á, thế giới vật lý này, anh muốn ra khỏi thế giới này, anh phải qua cái tay thử thách của tôi. Cô hồn là cái tay thử thách, chứ không phải gì. Nó đúng ra cô hồn nó cũng không ghét mình đâu, nhưng mà phải, cái nhiệm vụ nó bắt buộc anh ra thử thách. Anh vô đây rồi, anh muốn về, anh có thể qua đủ cái giống như là phá nổi được mấy cái chướng ngại này không? Vì thế mà cô hồn nó hiện ra đủ thứ hết á. Hiện kêu bằng nó thử thách con ba lần không được thôi, nó cho con về ha. Có cái nhiệm vụ của hồn, nó có nhiệm vụ này. Con muốn đi cái gì cũng vậy, giống như con muốn đi thi cái gì đó, con phải thử thách ba lần. Nói đúng là thế giới này mỗi người có cái nhiệm vụ, chứ không ai phá ai đâu. Nhưng mà là tại mình hiểu sai. Bây giờ lâu lâu cái cô hồn nó hiện ra này kia nọ, cái mình cúng cho nó ăn. Mình cúng nó ăn thì đương nhiên nó ăn thì nó có nhiệm vụ phải làm lại cho mình. Mình không hiểu cái này. Rồi bắt đầu cúng ít thì nó hiện ít, cúng nhiều nó hiện nhiều, vậy thôi. Vì thế mà Thiền Tông ra đời nó giải mã, nó chỉ rõ tất cả những cái gì trong thế giới này. Mình phải hiểu cái này thì mình mới tu Thiền Tông được. Chứ không phải cô hồn nó phá mình đâu. Tại sao dông nhập xác là chạy mà cúng nó hoài mà kêu nó vô. Nên là con muốn thấy này thấy kia thì nó nhập vô cho mình thấy. Mà nó nhớ là vô mà gặp cái dông mà nó lang thang nó tầm bậy bạ thì phải nói tầm bậy bạ thôi. Còn dông tốt thì nói là tốt. Mà cái dông nói tiên tri, nó nói tiên tri cho mình nghe cũng vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Kính thưa bác, cháu tha thiết mong cầu ngay trong kiếp này được trở về quê xưa của mình. Kính mong bác chữa mắt cho cháu, mở sáng ra, phá vô minh ạ. Tôi là ông thần hay sao? Mình đi, bây giờ con nói vậy, con muốn về nhà, bác làm ơn cổng con về hả? Không có chuyện đó. Về nhà thì đi bằng đôi chân mình. Tôi chỉ được anh đó, từ điểm A đến điểm B nhà anh đó. Thì tự anh đi,
Chứ gì không lẽ tôi cõng anh đi? Không được. Cháu rất tha thiết, rất tha thiết mong cầu sẽ trở về quê xưa của mình ngay trong kiếp này. Thì ta đã nói rồi, đó là cái số một. Muốn về là không, về tạo công đức, tiền thiền đường gì biết giới chưa? Anh mong biết cúng rồi đó, giờ bắt đầu tiêu tạo công đức đi. Rồi khi nào ta truyền thiền ta chỉ con đường về Phật giới đó, thì về ha. Rồi về sớm quá thì năn nỉ ông thần đó, tôi trả lời thì tôi nói cho nhiều người biết, giống như ông 93 tuổi đó. Bây giờ số 1 có rồi đó, 3 điểm mỗi 1 rồi. Công đức có chưa? Chưa, thì ráng tạo. Cháu đang cố gắng hàng ngày ạ? Cố gắng, không, công đức không cố gắng gì đó. Anh biết sắp đặt là có. Anh cố gắng là anh dùng cái tánh người rồi, không có được. Nãy ta chỉ cái thuật rồi đó. Muốn tạo từ từ thì để cho người ta mượn từ từ, còn muốn làm nhanh kéo cho nhiều lại. Thấy không? Mà có còn nhiều phải có tiền. Ngày nào cũng bày chặt uống cà phê, ăn gì cho ngon, mẹ nó kéo đầy nhà nữa. Sao anh không có tiền anh đầy thọ thôi. Nó cái thuốc tạo công đức đó lại. Mà bằng thực tế là ngoài chứ mình không có lo ai à. Có nghĩa là anh đưa cái quyển sách này hoặc là anh phát quyển sách này tận trong, ai mà trả lời đúng hết 10 câu hỏi này nè, lại đây tôi thưởng cho bao nhiêu tiền. Nó về nó đọc cho một coi. Nó đọc rồi rạch rách sách luôn á. Khúc đó là anh phải có tiền anh chung người ta thôi. Rồi khúc đó công đức đó thì tự nhiên anh thấy con người anh nó khác kỳ cục lắm. Nó nặng quá rồi đó. À, phải hiểu cái nguyên tắc này. Thì xác nhận anh là cái số 1 anh là có. Số 2 chưa thấy. Số 3 chưa biết. Rồi nói tiếp đi. Dạ cháu cảm ơn ạ. Cháu xin chào ạ. Dạ. Con năm nay đã 78 tuổi rồi, con không thể cho người khác mượn sách hoặc là tạo công đức như là mời bạn đạo về uống cà phê giống như thầy nói. Mày con bây giờ phải, thầy có thể cách nào khác để chỉ cho con cách tạo công đức được hay không ạ? À? Cách gì? Một là mua để đó, rồi để thư viện cho mượn sách thiền tông, rồi ai cũng tới ghi số điện thoại người ta, nó lấy cho luôn đi. À, nó trả thì tốt, cũng trả trở luôn. Nhưng mà nên kiểm nè. À, mượn thì ta trả hỏi chứ thấy như thế nào, mình phải thăm dò người ta. Ôi nó hay quá sao mình mới đưa ra một cái câu hỏi thôi, nếu hỏi đúng mình có công đức không? Hay quá, hỏi trớt bớt không có gì hết, là tao hỏi lừa gạt mình không có thua gì hết. Thì cái này nó khôn khéo rồi, bởi vì Đức Phật ông nói là 1000 người tu chỉ có một người thôi. Rồi con suy nghĩ đi, 1000 cho mượn sách chỉ có một người thôi, mà nếu lên được 5-7 người thì càng tốt. Nhưng mà ông Phật ví rất thấp, rất thấp về con người tu thiền tâm. Bắt buộc anh phải, cái thế giới này nó vậy, bởi vì là âm quá. Người ta âm 5/5 lại đọc cho nó vui thôi. Có nhiều người 5/5 đọc cái quyển sách mà không dám đọc thêm 2-3 chữ. Đọc lật từ chữ rồi xong. Bởi vì mấy cái ông thầy á, ông nói tôi đã nghiên cứu thiền tâm sơ rồi. Trời đất, mà ta ngồi ta vùi đầu, ta thấy ông sơ rồi ông chửi người ta, chứ không? Đâu có cái gì đâu. Tại vì cái kiến cấp của cái người tu, cái người có bằng cấp cao, người có chức vị trong giáo hội. Thế là với mẹ ta đọc mà ông Phật bảo là đọc từ nào rách cuốn sách mà chưa kiến tánh được chứ đừng có nói đọc sơ. Đọc cuốn sách mà rách, ngày xưa nó có một vị đọc sách rách luôn mà không thấy được, tức khóc. Đọc lần thứ vừa khóc, đọc lần thứ hai ngộ thì ngộ tánh liền. Nó có như cái cảm xúc này là nó được cảm thông lợi với cái cõi đó, đó gọi là cái thanh tịnh của mình đó. Cảm thông được, đọc có nhìn thấy liền. Bởi vì người nào đọc đi, đọc mà không ấy tức giận, đọc hoài tức càng tức ấy, rồi bắt đầu nó đền cái tần số đúng một cái nó vô liền, nó vô cái tần số liền. Cái thuật nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Con học pháp môn thiền tông, cố gắng tạo công đức. Vậy khi có công đức, thần Kim Cang có báo cho con biết hay không? 3 ngày trước đó, trong lúc ba không đang trả lời, không nói. Nhưng mà 3 ngày trước, 3 ngày trước khi mình mất thì sẽ báo. Rồi con hỏi tiếp đi. Công đức bị bôi đen và công đức nhuộm đen thì giống hay khác nhau chỗ nào ạ? Bôi đen, nhuộm đen cũng vậy thôi, giống như vậy. Là vì cái thế giới vô hình đó, ta sử dụng bằng điện từ âm dương. Còn ở thế giới hữu hình ta gọi là sơn đen, sơn trắng. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác,
con tạo công đức để mong trở về Phật giới, thì công đức của con có bị ông thần bôi đen không ạ? À? Mong là bôi liền, đừng có mong tạo phước đức để yên vậy. Mình mong là mình chấp ngã rồi, phải không? Tôi tạo công đức cách bình thường thì sao? Nếu mà con không chấp ngã thì cái lực quy luật nhân quả luân hồi trên trái đất này là âm dương. Công đức nó không âm không dương mà nó phá hai cái này, bắt buộc thần phải đẩy ra, không thế giới không có ở được. Còn muốn ở đây thì tôi phải bầu trong ở sống, phải không? Nhưng mà nên nhớ rằng đừng tạo cái công đức, đừng có chấp việc cái đến đúng ngày. Thí dụ thần biết mình 80, 90 tuổi chết rồi, tới giờ chót ông để cho mình tạo rồi mình đi ra. Rồi trong khi mà mình tạo rồi mình phát được cái âm vang của cái lời dặn dò thì ông Phật cho mình thoải mái. Còn cái ông cô hồn không dám thử mình, không lại gần làm sao thử. Mấy cái cô hồn gọi là âm, thấy cái dương đó nó chịu không nổi, nó không dám, nó không dám lại gần, thì làm sao nó có chuyện làm hoa tiêu. Hoa tiêu là nó lấp la lấp lửng để nó thấy. Còn bây giờ nó sáng trưng rồi, hoa tiêu làm sao xuất hiện được. Thành ra thôi đi ra tự nhiên. Mà cái hoa tiêu của Phật thật, nó không có ngại gì, nó không có sợ gì ở trong thế giới vật lý này, thì đi về tự do. Đó, bây giờ Thiền Tông mà từng ta nói rõ ra rồi để mình biết rằng vì sao mình tu nó không có sai. Chứ ban đầu cũng không dám. Tại sao ban đầu không dám cái này? Là vì người ta ăn cắp. Ông Phật biết. Tôi nói là một cái ngày tôi viết cái quyển số 1 ra, mới xuất bản ra bán, 4 ngày sau có ông thầy ông lấy ông đem ra ông dán tên ông luôn đó, đem xuất bản photo rồi ông xuất bản này của tôi. Mà ông khi mà lương lẹo mà không biết đổi hình, chứ không đổi hình thì mà ông đến làm thế này. Ông đến ông xin xuất bản thì cái ông xuất bản tôi không nói ông nào, nói nó mít lòng. Ông nói cái này có người xuất bản rồi thì không được này. Thì ông đưa ra một cái bài của ông luật sư. Ông nói với ông luật sư á, này ông ơi, cái bài này là của tôi viết mà ông Nguyễn Nhân ông viết không? Bây giờ ông ấy đưa đây tôi ra kiện ra tòa liền. Ông đưa hết hồ sơ cho ông này. Thì ông này nói thôi bây giờ tôi đi xuất bản trước đi, rồi tôi nếu còn sao rồi tôi mới đi đưa ra luật sư kiện ở ra tòa kiện. Thì nhà xuất bản nói bây giờ thì thôi bây giờ đó, ông cứ đưa ai tôi không biết, nhưng mà nên có một điều là nếu mà ông có nói vậy thì đương nhiên cái này nó có tranh chấp. Mà tôi đưa cho tờ giấy ông cam kết thì nếu về sau có ai tranh chấp thì ông phải ra tòa xử, chứ tôi không xử nghe không. Tôi không chịu trách nhiệm cái này, chịu không? Biểu ông giết, ông giết. Ông nói để tôi về tôi đánh máy, chứ tôi giết tờ chữ xấu lắm, rồi trốn luôn. Nó vậy đó, trước mặt vậy đó. Vì thế mà tại làm sao hiện giờ nó có nhiều người nó đạo văn, tất cả những gì nó lấy ăn cắp rồi bây giờ nó ra nó xuất bản nữa. Rồi sao mà bây giờ nếu mà nói gì luật tòa án, nếu mà đi thư kiện tôi thua là sao? Tôi đâu có tu, ông kia ông tu, ông mới hiểu cho tôi đâu có tu mà hiểu mới viết cái này. À, trên lý thì tôi bị thua, trên thực tế là khác. Đó thì vậy không? Có nhiều người chưa gì hết mà bởi vì tôi nói rồi. Vừa rồi Nguyễn Quyền ký ra 60% ông thầy nào ông thích Từ Thông nó thẳng luôn, ông nói của ông 40 giờ ông đang giữ này, của ông Nguyễn Nhân á, ông nói trước chứ tôi là tôi giữ gốc này nè. Nó nhiều người ở đây, chính ở đây đổ xô đi tím ông, tôi đưa về cũng sách rồi tôi nói vậy đọc thử coi sao ông viết cái gì đâu. Ông nói đâu có viết cái gì đâu. Nó vậy mà trước mặt vậy đó, mà một vị kêu bằng Như Quyển Thiền Sư, lúc phải nhỏ rồi xưng mình là Như Quyển Thiền Sư. Tôi nói thẳng luôn, bây giờ cái này tại in ra rồi có người đưa cho tôi thấy, tôi mới nói trước mặt vậy đó mà còn làm vậy, hỏi thì chứ vừa tu mà hơn thua gì cái chuyện này. Tôi thì trung thực tôi nói ra bằng sát pháp môn tu. Đạo Phật là sáu pháp môn tu, ai muốn tu gì thì tu đi đâu thì rõ ràng đấy. Mình là người tu không nên làm cái chuyện này.
Thấy không? Bây giờ tôi nói thẳng là bây giờ bất cứ ai mà cứ tham gia là tôi trực tiếp tôi nói hết luôn rồi này. Mình tu đạo Phật mục đích là để giác ngộ giải thoát, chứ không phải tu để đi ăn cắp của người ta, làm chuyện này chuyện kia, đừng làm vậy. Vì cái hậu quả nó, cái này nó nằm ở trong cái hầm 10 lửa lớn này, vô đó ngã ở, đừng có làm vậy. Vì có chút xíu này để lại lấy cái tiếng của thế gian mà phải chui vô cái hầm lửa lớn ở, làm chi vậy? Rồi con hỏi tiếp đi. Trong nhà con có thờ Phật theo phong cách Thiền Tông, thi thoảng con có thắp hương nhờ thần phước thiện giúp đỡ cho con việc tạo công đức thì có được hay không? Không được. Dễ giới này không có được. Mình làm là tự mình làm, thần phước thiện không có bao giờ chuyện. Thần phước thiện là ông lo công chuyện của ổng. Tạo công đức do mình thôi, không ông thần nào, ông cô hồn nào giúp mình đâu. Thế gian này người ta không sợ, không giúp cái này đâu. Tự mình làm được thì người ta, thần Kim Cang ủng hộ mình thôi. Thần phước thiện là nó lo vụ phước thiện. Thấy không? Chứ đừng có chuyện mà bắt cái ông hải quân mà đi lên trời nhảy dù, không có được. Lính nào ra lính ấy, lính bộ binh thì đi dưới đất, lính hải quân đi dưới biển, lính không quân đi trên trời, phải ông nào ra ông ấy. Giống như mình, thế gian này như vậy, anh là làm cầu đường thì anh chỉ làm cầu đường, chứ anh không xuống sông, xuống biển được, cái nghề của người ta. Đừng có làm vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi giúp người một hai người hiểu về pháp môn Thiền Tông thì mình có công đức, hoặc phải giúp một hai người giải thoát được thì mình mới về được Phật giới à? Bây giờ đó, nó căn bản đó là gì? Giúp người ta hiểu cái này gọi là có công đức. Một đơn vị đi, 10 người 10 đơn vị. Một người về Phật giới là 1000 đơn vị. Nó phải hiểu cái chỗ đó đó. Mà nếu mà công đức ít nhiều mà anh đừng có chấp thì anh trở thành một kim thân Phật. Về bên đó kim thân Phật nhỏ thì anh cứ quay quẩn trong cái đất hoặc là một tiểu thiên thế giới thôi. Giống như mình ở đây, mình đi lính ở xã hay là công chức xã, được quyền trong xã thôi, chứ không đi qua xã khác được. Cao lắm. Thì mua làm công chức của huyện thì được đi trong huyện, trong tích tỉnh, đi được trong tỉnh. Công chức phụ trách quốc gia, đi toàn quốc. Mình phải hiểu cái căn bản đó đó. Vì thế nó có lớn có nhỏ đó. Còn mình bây giờ Thiền Tông ra đời là nắm được cái này chạy về. Ít nhiều không biết chạy về bển thì rồi sau đó đó. Mình muốn tạo công đức bên đó đó, mình mới phân thân đi tất cả trong càn khôn vũ trụ. Nếu mà mình công đức vô lượng, kim thân Phật lớn á, mà người ta gọi là Phật đại. Còn nếu Phật nhỏ thì thôi mình trong phạm vi nhỏ thoát ra được cái quy lực này rồi về bển tạo công đức vẫn còn không được. Vì thế mà tôi nói là trong cái càn khôn vũ trụ nào, dây nào cũng có công bố quyền ký, công bố thôi nha. Chứ còn cái mà Thiền Tông, bởi vì hiểu bây giờ này, cái Thiền Tông nó ra rời đây, nó 100 năm sau nó mới mất. Rồi bây giờ nó, thì nếu trong cái không gian, trong một trung đại thiên thế giới, giờ nào cũng, ngày nào cũng có cái người về Phật giới đó. Trái đất này về xong qua trái đất kia, phải hiểu vậy. Bữa hôm vừa rồi cô Bảo có tính đó, tôi nói là trái đất này 10.000 năm nó mất, 10.000 năm có một người về, có một tổ chức về, thì 6 trái đất lại nhiều, thì 1.660 năm mà nó tiểu thừa thế giới thì nó sụp lại, bởi nó lên tới 6 cái, nó lên tới 6.000 cái rồi sinh 60.000 cái. Nó một trung một cái đại thiên thế giới, ở bộ đại thiên thế giới ngày nào cũng có cái công bố quyền ký, mà trong càn khôn vũ trụ giờ nào giây nào cũng có đó. Thì nếu mình là Phật lớn thì mình phân thân bất cứ đâu trong càn khôn vũ trụ này đi tạo công đức, bên đó tạo công đức dễ hơn bên này. Bởi vì bên đây là vật lý khó tạo, khó thoát ra cái quy luật này, ở ngoài kia dễ. Bởi vì mình điều khiển mà, bây giờ, bởi vì tại xã hội, ông Nhân Đăng, ông độ, ông Thích Ca, thì từ ở bển, ông mới đấy, ông nhìn nghe ông này biết rồi, ông có phân thân vô liền, để ông giúp ông Thích Ca, về bển nó dễ hơn. Còn bên đây, nói xin lỗi, mình đưa ông sách nó chửi vô mặt mình, rồi sao, thành là phải về bển, ít nhiều phải lo tạo được con nước chạy về bển đi.
Rồi con hỏi tiếp đi. Rồi hỏi tiếp đi. À, người có công đức thì vẫn phải trả nhân quả nơi thế giới vật lý này xong mới được trở về Phật giới, có đúng hay không ạ? Nói thầm bậy. Là đức trọng quỷ thần kinh ai thực thi nhân quả con? Bây giờ con mà kêu bằng ác cỡ nào mà con có công đức rồi, thần với thánh mà thả con rồi thì làm sao? Thì con tự con về, ông Phật dẫn con về. Vì thế mà khi về vào trong trung tâm vận hành thì cái ác đức và phước đức nó bay hết, nó bay trở về trong nền công gia hết. Vì thế mà nãy có cái cô nói là nghiệp chướng bụng lại không, vô đến nó bay rồi mình thấy rõ ràng, thấy cái ác nó bay đi, là đen âm đen thùi nó bay đi, thấy cái phước dương nó bay đi, thì mình mới nhìn thấy được cái này. Có nhiều người người ta mới thốt lên nghiệp chướng bụng lại không. Có nhiều người cười, họ biết rồi cười, bởi vì đã học thiền tông rồi, biết rồi, không cần thốt nữa. Học thiền tông đã biết rồi thì thôi, tôi biết giờ khỏe sao tôi về, lưu lạc đây mấy chục tỷ năm thôi, giờ tôi về mừng quá, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, một lần con đang nghe giải đáp thiền tông thì trong tánh Phật của con lưu xuất ra 16 câu như sau: mạch thiền con nhận được rồi, hiểu được sinh tử luân hồi âm dương, biết mình từ chốn vô sanh vào trong tam giới lanh quanh luân hồi, tánh người 16 lôi thôi bắt con trồi hụp ở nơi ta bà, đọc được huyền ký nhận ra, nghe thấy nói biết chẳng xa trong mình, chỉ cần dừng dứt buông thôi, luân hồi sinh tử không lôi được mình, con nay quyết chí trở về, tạo thêm công đức học thông đường về, về quê ánh sáng vàng trong, sống hoài sống mãi sống trong yên bình, pháp Phật dạy hết tử sinh, con mang chí mình phổ đến hữu duyên. Bây giờ cái bài này rất hay. Bây giờ muốn lưu lại thì bây giờ chùa người ta có cái bản quay á, đặt người ta quay để lưu lại chi, để ghi tên mình, để chi người ta lại người ta nghe, người ta đọc được, mình có công đức. Chính cái bài của mình phát ra, người nào đọc người đó có công đức, ở hoài công đức hoài, chừng nào chết cũng còn nữa, chết cái bạn này còn vẫn công đức có, mình về Phật giới công đức nó chuyển khoản về cho mình luôn. Không phải nhỏ đâu, giống như mình hưu rồi đó thì tiền hưu nó phải chạy về túi mình đó, thấy không? Chính những cái bài mà rất hay thì nên làm cái này, không bao nhiêu tiền, khỏi cần đi vận động người này người kia chi cho nó mệt, thấy không? Vì cái này cái bản lưu lại, về sau cái bảo tàng nó lưu lại rồi, ai tới đọc tự nhiên người ta cảm ngộ được thì mình công đức nó chạy về mình đó, chạy vô cái tài khoản mình đó, đừng có lo, thấy không? Người nào có những cái bài thơ nhưng mà ngắn thôi nha, đừng có dài, dài quá. Cái bài này ta cho chừng 30 câu trở lại thôi, chứ ta không cho lên thì cái chữ nó nhỏ, nó không hay. Chữ nhỏ ta là biến đọc làm chữ lớn, nhưng mà chữ lớn á, đọc mấy câu mà người ta cảm nhận được là chắc chắn. Còn chữ nhiều quá, viết quá, nó là biến đọc là mình cũng không có công đức gì đâu. Chữ nhỏ, bởi vì chữ nhỏ lớn tự nhiên nó hấp người ta, bắt đầu vô câu là phải làm sao mà cho nó thu hút được người ta thì chắc chắn là công đức nó về, giống như quảng cáo á, thấy không? Làm sao mà vừa phớt bao nhiêu nhìn thấy người ta thích ghê cái quảng cáo này thì tự nhiên mình bán được hàng. Còn cái mà những cái bài kệ mà vừa đọc qua nhìn thấy cái này ta thấy mà nó ít chữ, chữ lớn người ta dễ đọc tự nhiên, còn nó dài quá đó, nó đọc hơi mỏi miệng mỏi mắt cái thôi ta làm biếng. Rồi con hỏi tiếp đi. Theo lời thầy dạy về pháp trần, cô Nga ở Hải Phòng áp dụng cách bất niệm tự niệm đã có hiệu quả để làm một thẻ nhớ ghi lời dặn dò đường về Phật giới, rồi nghe đi nghe lại nhiều lần để nội dung khắc sâu vào trí nhớ. Khi không còn nghe nữa, tiếng nói vẫn tuôn đổ ra, vậy làm như theo cách này có được hay không ạ? Được, tốt. Cái đó là giúp rồi, giúp ta. Đó là được, đó là đúng chánh pháp, đó là đúng chánh pháp. Mà nhiều người á, mọi người hiểu được cái này thì mình có công đức. Đây là công đức thiết thực, thấy không? Chứ đừng có làm mơ hồ, làm cái chuyện mơ hồ, đừng làm cái gì phải thực tế. Thiền tông phải thực tế và
thuận với pháp lý, nhớ là thực tế và thuận với pháp lý, đừng có sai pháp lý. Bởi vì nguyên tắc có tội lại sát đất không tha, không tội chửi cha không bắt. Phải hiểu được cái điều này, vô pháp luật phải đi theo đúng lần pháp luật, phải đi vậy mới được. Chứ nếu mà đi sai một cái là lên cái thiền tông là nó dẹp liền. Bởi vì anh chỉ cần sơ hở một chút xíu cái thiền tông bị dẹp liền. Bây giờ là mình nhớ nè, đâu phải là cái người mà thích thiền tông có 1/1000000 thôi, còn bao nhiêu là ghét thiền tông. Nói thật, nói cho biết vậy. Đi thiền tông phải đi qua phong ba bão tố dữ lắm mới đi qua được, chứ không phải dễ đâu. Vì thế mà nên thứ nhất tu thiền tông phải trí tuệ và đúng luật pháp, đúng những gì mà luật pháp cho phép, đừng có sai, đừng có làm sai cái luật pháp. Rồi con hỏi tiếp đi. Người được cấp bí mật thiền tông, họ đi các tỉnh giúp đỡ những người có duyên để hiểu được đạo Phật thiền tông, họ làm như vậy có được hay không? Được mà không. Được là trong sáng, không vì danh vì lợi, đừng nên làm. Nên nhớ một điều, nó khó cái chỗ này. Thứ nhất mà anh đã cất bước ra đi rồi thì anh có cái ý đồ. Một là phải danh, không? Hay là cái gì bên nữa đó, tôi cũng nói. Bây giờ nên nhớ một điều là thời buổi này là thời buổi văn minh rồi. Anh muốn độ người nào dễ ở cầm cái điện thoại lên nói đó. Đi tốn tiền còn nhiều hơn cái ngồi nhà mua cái thẻ nè, cái cạc mình nói con nào rẻ hơn. Thí dụ người quen thì mình cứ liên lạc với người ta thôi, mình rỉ rả mình nói ra, rồi có nhu cầu gì mình gửi cho người ta. Bây giờ trước mắt nè, bây giờ nói mày thí dụ cái người ở Sài Gòn mà với Hà Nội, có quen Hà Nội, tôi có cái máy này nghe chị nghe hay lắm, để tôi gửi cho chị. Gửi đi, gửi ra bạn hỏi còn nữa không? Hay thì nó chính một người đó mà nó truyền 5-7 người khác thì công đức nó tránh thêm 5-7 cái, 5-7 cái ngách cái ngõ nó đi nó vậy. Chứ cần gì phải đi nước, đi tỉnh này tỉnh kia chứ, cho nó mệt. Rồi khúc đó mà đi ra đó rồi đi tới đó rồi nói người ta không nghe, rồi khúc đó rồi nổ sân lên rồi sao? Đã tốn tiền còn nổ sân nữa, đừng lên làm thời buổi. Thủ tướng nói thời buổi 4.0 ngồi tại chỗ điều hành khắp nơi. Ông thủ tướng ông có nói vậy. Thời đại 4.0 ngồi tại chỗ điều hành khắp nơi. Nhưng bây giờ hồi xưa khác, bây giờ đã thế giới văn minh rồi thì phải sử dụng bằng cái văn minh. Thế giới cao rồi thì phải dùng cái trí tuệ cao. Chứ đừng có ngồi đó mà cầu xin. Tôi thấy trời đó cơ, ngồi mà vô cái chùa mà đốt nhang mít trời rồi lại đổ mồ hôi luôn mà không biết cầu cái gì, không biết mày nói cái nó sân à, nói sao nó chửi mình đó. Mình phải hiểu thế giới này nó vậy, đã văn minh rồi thì phải sử dụng cái trí tuệ văn minh. Bây giờ không lẽ hồi xưa không có xe hơi thì phải đi bộ cỡ ngựa, chứ bây giờ đã có xe hơi, có xe ô tô đủ thứ, xe máy đủ thứ rồi còn ngồi đó đi lê thê cái giò sao được, làm sao được. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 12. Trong thiền tông, Đức Phật dạy là phải tìm mọi phương cách tạo công đức. Có người nói công đức tự nhiên không cần phải cố gắng, như vậy có đúng không ạ? Tạo công đức tự nhiên thì đúng, không cần cố gắng cái công đức. Có nghĩa là anh giúp người ta một cách bình thường là công đức nó tốt là mà sử dụng được á. Còn cố gắng là có cái ngã trong đó là thua, bị chấp rồi. Vì thế mà tạo mà tìm đủ này đủ kia coi chừng không thoát ra được đâu. Tạo bằng cách bình thường là được. Vì thế mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói anh tạo cái gì bình thường là đúng. Trong kinh Thủ Liêm Đức Phật nói tới nơi lui vậy, làm bất cái gì bình thường là đúng. Trong kinh có nhiều người ông nói là bình thường là đạo. Ông trong kinh ông nói là bình thường là đạo, không đúng.
bình thường là đúng chứ không phải là đạo. Đúng cái gì cũng được, anh tạo cái gì mà tâm bình thường là nó kết quả rất rất trong sáng. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin kính chào bác ạ. Dạ thưa bác, xin bác giải thích cho con rõ thêm. Có lần bác nói là công đức của mình không quan trọng nhiều hay ít, mà quan trọng làm sao là đủ để mở mắt, để mà trở về Phật giới. Thì xin bác giải thích cho con rõ thêm tiêu chuẩn như thế nào để công đức gọi là đủ để mở mắt ạ. Con cảm ơn bác. Con làm sao mà con giúp người ta ấy, bằng phương tiện gì, con chỉ giúp. Bây giờ mình phải quan niệm như này, mình tưởng công đức nhiều mình về Phật giới là một kim thân Phật, đừng có quan niệm ở đó. Có nghĩa là công đức ít nhiều đâu mà tôi về được Phật giới, tôi là một Phật con thôi. Thì tôi đi vòng vòng trong một tiểu thiên thế giới, tôi độ, tôi có công đức lớn, trong Phật từ từ lớn. Ở bên Phật giới độ người bên đây dễ hơn, nó không dính. Còn ở đây độ người bên đây nó dính, khó. Trong thế gian này độ mình về Phật giới đi thành là Phật con thì thôi chịu khó đi trong một tiểu thiên thế giới đâu. Còn nếu mình lớn thì đi trong càn khôn vũ trụ, phải không? Về bến mình độ mình vẫn có công đức. Khi nào cái hành tinh nào mà công bố quyền ký ra thì có ai đó, thì bên đó con được quyền ứng thân nhờ một vị thần ở bên đây giúp con, một vị Phật bên kia nhờ bên đây giúp thì được. Mà về bến giúp an toàn, không bị ô nhiễm vật lý. Còn vô bên đây giỏi cỡ nào cũng dính vật lý rồi, bởi vì nó mang thân tứ đại mà. Phải ăn uống ngủ nghỉ làm sao thoát ra được cái quy luật này. Thành ra cái chuyện mà công đức ít nhiều không biết, mà làm sao mở con mắt về bến đi. Thoát. Có nghĩa là đó, định hình được một kim thân Phật rồi thì còn đi đâu cũng được. Còn hồi đó một cái tánh Phật không đi được. Tánh Phật giống như một cái bốn nguyên tử, làm sao con đi? Đi mà con nói đâu ai nghe đâu. Phải kim thân Phật nói người ta mới nghe. Giống như con mà ở đây mà con nói bằng trong không có hình tướng, người ta không nghe. Mà con chỉ nói trong không gian thôi, nhưng mà con có một thân người đàng hoàng, con nói người ta nghe. Nó phải hiểu cái thế giới vật lý và cái thế giới phi vật lý. Bên kia nó phi vật lý, còn bên này cái tam giới gọi là thế giới vật lý. Là cần nhất ít thôi, về bển đi cho nó an toàn đi. An toàn về nhà xưa làm Phật con thôi cũng được, Phật gì cũng được. Nghĩa là Phật lớn là đi nhanh thôi, giống như ở ngoài bên thế gian này cái xe to là chở 50 người, xe nhỏ chở 7 8 10 người thôi. Giờ thôi nhỏ quá thì cũng chở được 4 người thì chạy về đủ rồi, về bển thì mình đã thành một kim thân Phật thì cái lực mình mới cứu người ta được bên đây. Thành ra chú nói là lớn nhỏ không thành vấn đề, chạy về đi, chạy về an toàn đó. Từ 10.000 năm mới có một lần, mà giờ con mà ví dụ giờ này mình không ấy được mà con đi luân hồi đâu. Bây giờ cái này nó ra có 100 năm thôi, mà bây giờ nếu mà đời này con mất mà con không ấy, con ví dụ bây giờ đừng có nói chi, ví dụ mà con hưởng phước nhà giàu thì con coi chừng vô nhà giàu cái còn lâu. Là về trong kinh Đức Phật nói vô nhà giàu cái con lạc đà nó chui qua cái lỗ kim còn dễ hơn cái ông nhà giàu mà về Phật giới. Nói cho con biết, giờ con suy nghĩ đi. Nó quay một cái, trái đất này nó quay một cái, cứ 10.000 năm mới tới cái. Mà con làm giàu, càng giàu con càng nghiệp. Con giàu đó con phải mướn người ta, con phải sai người ta, con phải chửi người ta làm sao. Nhiều nhân quả càng lớn. Bởi vậy thành ra trong kinh có nói, khi lên chót vót tận trời cao, khi chui xuống tận lòng đất đỏ. Bây giờ đời này làm giàu dễ chứ, rồi đời sau anh làm ơn rớt xuống. Chứ không phải dễ đâu, chứ không phải tôi giàu hoài đâu. Không có ai giàu, bởi vì trong kinh nói là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Con giàu thì con phải mưu mô này kia nọ. Người ta, cái người mà thứ nhất có tiền là họ mướn người, họ ép nha, mấy người giàu họ ép. Ví dụ là một ngày người ta làm 100 cái bắt đầu kiếm chuyện mướn 80 hoặc ấy. Con thấy nhiều cái nhà giàu làm nhiều cái nó thất đức lắm chứ không phải không. Mà nhân quả thì nó đâu có tha cái chuyện này đâu. Nó thành ra khuyên là ở đây Thiền Tông ra đời thì nên tạo công đức về, dứt khoát về đi rồi về bển tính. Về bển nó không có bị vật lý, vô ở đây vật lý. Rồi con hỏi tiếp đi. Con phát ra thêm một câu hỏi nữa. Bác cho con hỏi, Ngài Xá Lợi Phất ở lại đây hơn
ở cái bốn trái đất này, trong khi công đức của Ngài rất là nhiều. Vậy có phải chăng một người công đức giàu rất nhiều, ham muốn giàu rất mãnh liệt, nhưng nếu vị đó không thuộc lòng về cái công thức, cái lời dặn dò, nghĩa là không có làm cho pháp trần mình lui xuất, thì họ cũng không thể về được, có phải là Ngài Xá Lợi Phất rơi vào trường hợp này không ạ? Ông Xá Lợi Phất, ông tạo công đức, ông đâu có biết tạo đâu. Ông là nhà giàu, ông bố thí, mà mai rồi nó bố thí rồi có công đức, ông đâu có biết. Mà chỉ sau này ông Thích Ca phát hiện ra mới biết thôi. Ha. Còn cái vấn đề mà khi mà đã được truyền thiền rồi thì người ta mới nói tới cái vấn đề cái pháp trần. Truyền thiền mà chúng đàng hoàng rồi bắt đầu pháp trần mới nói nha. Chứ hồng mới truyền một người hai người không dám nói là chưa. Giống như con làm cái gì mà nó đã thuần nhiều rồi con bắt đầu mới dạy cái bí mật ra. Thì ông Phật cũng vậy. Ông Phật Thích Ca nói nếu là nếu ông không có cơ đất thì ông Nhiên Đăng không có hiện nói chuyện ổng đâu. Nhưng mà sở dĩ ông Nhiên Đăng bảo ổng là phải làm phước đức để chi lên cõi trời đâu xuất và ở Nam Di Bồ Đề này để hưởng hai cái phước này nè. Phước làm con của chúa Thường Hộ Quân và vua của vua Tịnh Phạn, hai thứ này để chi. Còn cái chuyện mà ổng độ Kiều Trần Như với mấy người bạn, đây là cái chuyện nhỏ thôi, chứ sự thật ổng đã nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ không ai nói, không lẽ mình nói vậy. Cái tiêu chuẩn tất cả những người quá khứ đã có công đức vô lượng rồi thì bắt đầu nó mới Phật giới mới phát hiện một vị Phật, hãy tới thời buổi này phải đưa ông Thích Ca thành Phật để giáo hóa cái đạo Phật. Nó phải hiểu như vậy chứ ai vậy. Ông Xá Lợi Phất là người bình thường, ông người nhà giàu, ai đụng về ông cho, mà ông cho thì chấp ngã, ta giàu ai xin về ta cho, có vậy thôi. Nhưng mà chấp ngã có công đức thì bị bôi thế gian thôi. Nhưng mà sau cùng ông Thích Ca mới độ Xá Lợi Phất trở về Phật giới để cho biết rằng muốn mà phổ biến cái đạo Phật Thiền Tông này ra thì phải chứng minh là ông Xá Lợi Phất đã từng thấy, mới nhìn thấy về Phật giới được. Giống như mình ở đây có cái ống dòm á, mình nhìn đi các hành tinh được. Còn mà cái năng lực của cái điện từ quang của ông Thích Ca đó, nhìn thủng qua tam giới luôn để về nhìn thấy Phật giới, sinh hoạt chư Phật ở bên đó. Mình thấy được thôi, chứ không phải về bển, thấy thôi. Thì bây giờ ông muốn về thì đây là Như Lai dạy cho cách về. Đó thì nhờ ông Thích Ca, nhờ ông Thích Ca dạy ông Xá Lợi Phất mới biết đường về. Chứ lúc đó chưa có công bố luôn mà, trong đó mới tìm được có một người thôi. Rồi ai độ ai được đâu. Rồi, thắc mắc hỏi nữa đi.